Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 2 cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Pobieda, một khu định cư ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga cũng củng cố các vị trí dọc chiến tuyến Donetsk, đánh bại lực lượng Ukraine gần các làng Novomykhailovka và Krasnohorivka, cách Donetsk vài km. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, Ukraine mất hơn 400 binh sĩ và nhiều trang thiết bị quân sự ở Donetsk, trong đó có tổ hợp tên lửa Patriot. Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Avdiivka, là thành trì của Ukraine ở miền đông. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine cuối cùng quyết định rút quân khỏi Avdiivka để hạn chế tổn thất lực lượng, trong khi chờ thêm viện trợ từ phương Tây. Moscow ước tính, trong quá trình rút quân, Ukraine mất hơn 1.500 binh sĩ và bỏ lại nhiều vũ khí thiết bị quân sự. Giới quan sát cho rằng, sau Avdiivka, Nga sẽ tìm cách mở rộng tấn công nhằm kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không hề dễ dàng với Nga trong bối cảnh Moscow cũng bắt đầu cạn kiệt đạn dược và cần dưỡng quân. Các quốc gia thành viên NATO đang đào tạo phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16 trước khi bắt đầu chuyển giao máy bay. Trong suốt nhiều tháng, Ukraine đã đề nghị được nhận các máy bay chiến đấu của phương Tây để chống lại ưu thế trên không của quân đội Nga. Sự bùng nổ vô tình, không có chủ ý của một cuộc xung đột hạt nhân không phải là thứ có thể loại bỏ. Đó là lý do tại sao tất cả những âm mưu xung quanh Ukraine đều nguy hiểm, hãng thông tấn TASS hôm nay 22 tháng 2 dẫn lời ông Medvedev nói. Theo ông Medvedev, tiêm kích F-16 do Mỹ thiết kế có thể là tác nhân kích hoạt xung đột hạt nhân. Ngoài ra, Kiev muốn có F-16 dù không có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành. Vậy nếu một trong những chiếc F-16 cất cánh từ một quốc gia NATO để làm nhiệm vụ cho Ukraine, điều đó sẽ là gì? Một cuộc tấn công vào Nga, tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Diễn biến như vậy thậm chí có thể không được lãnh đạo NATO và Mỹ chấp thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay. Trước đây, giới chức Nga từng cảnh báo việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ gây ra nhiều vấn đề, do tiêm kích này có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân. Cũng theo ông Medvedev, cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và các đồng minh của Washington không đến mức buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân, song nó còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông còn nhấn mạnh, đồng hồ ngày tận thế đang kêu tích tắc và đã tăng tốc đáng kể. Hôm nay 22 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Pobieda ở phía nam thành phố Mariinka thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã giành được làng Pobieda và cải thiện các vị trí ở một số khu vực khác trong vùng Donetsk. Song trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay quân đội nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần ngôi làng và tiếp tục kiềm chế đối phương. Hiện Nga đang tiến hành các cuộc tấn công thăm dò điểm yếu phòng thủ của Ukraine và câu hỏi đặt ra cho Kiev là xác định vị trí của cuộc tấn công chính. Nhưng điều này không dễ dàng. Ông Dmytro Lykhovii, một quan chức thuộc lực lượng vũ trang Ukraine dự đoán người Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn thông qua Dobotai nhằm vào Orikhiv. Theo nhà phân tích Paronen, Nga đã chiếm lại một số công sự bí mật trong cuộc phản công và các lực lượng Ukraine không dễ phòng thủ tại Dobrotye vì Nga đã kiểm soát các vùng đất cao xung quanh khu vực. Ukraine đang gặp phải vấn đề lớn tại Dobrotye khi Nga bố trí 3 sư đoàn xung quanh ngôi làng này, ước tính lên tới 30.000 đến 40.000 binh sĩ, trong đó có một số đơn vị lính dù tinh nhuệ, ông Paronen lưu ý. Còn nhà phân tích Serhii Kuzan cho rằng Nga có thể sẽ tái triển khai một số binh sĩ tham chiến tại Avdiivka đến các khu vực khác của tiền tuyến trong những ngày tới, có thể là xung quanh làng Dobotai để hỗ trợ các cuộc tấn công ở đó. Trong khi đó, Ukraine thông báo quân đội nước này đã chiếm các vị trí phòng thủ mới ở bên ngoài Avdiivka, trong một nỗ lực ngăn chặn Nga tiến xa hơn. Theo giới quan sát, việc phương Tây trì hoãn viện trợ quân sự đã làm suy yếu khả năng của Ukraine nhằm chống đỡ đòn tấn công của Nga dọc chiến tuyến. Nga nhận ra rằng Ukraine đang thực sự thiếu đạn dược, vì thế chúng tôi không thể đáp trả mọi cuộc tấn công của họ. Họ sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Robotyne. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phải thừa nhận tình hình cực kỳ khó khăn ở một số khu vực của tiền tuyến, nơi quân đội Nga đã tích lũy tối đa lực lượng dự bị. Liên minh châu Âu vào ngày 21 tháng 2 cho biết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhằm vào các công ty, trong đó có cả những công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái mà Nga sử dụng ở Ukraine. Trong thông báo trên mạng xã hội, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết chúng ta phải tiếp tục làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cảnh báo Nga có thể nhân rộng chiến thuật thành công ở Avdiivka trên quy mô lớn nếu phương Tây tiếp tục trì hoãn viện trợ quân sự. Tập đoàn quân 58 và lực lượng đổ bộ đường không gọi tắt là VDV của Nga hoạt động trong khu vực đã chịu thương vong nặng nề trong cuộc phản công của Ukraine. Tiến độ hoạt động của Nga hiện giờ chậm hơn và họ đang nỗ lực chuyển quân để bổ sung nhân lực. Đọc bản cập nhật tình báo của Anh lưu ý, Dobotai nằm cạnh con đường chính hướng tới Tokamak do Nga chiếm giữ và xa hơn là tới Melitopol, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Gerasimov đã trao huân huy chương cho những binh sĩ Nga tham gia cuộc chiến giành Avdiivka. Ông cũng nghe báo cáo tình hình từ tướng Andrei Modvichev, người chỉ huy chiến dịch tấn công của Nga vào Avdiivka. Trước đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine để phát huy thành công trên chiến trường sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi Avdiivka vào ngày 17 tháng 2. Ông Putin còn nói rằng những binh sĩ Ukraine ở Avdiivka đã buộc phải rút lui trong hỗn loạn. Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này đã làm mọi cách có thể để giành quyền kiểm soát Avdiivka với tổn thất tối thiểu và hiệu quả tối đa. Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao Ukraine khẳng định lực lượng Nga cũng chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến giành Avdiivka, ước tính hàng ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương. Nga chưa có bình luận và cũng không công bố số liệu thương vong của mình. Cũng theo The New York Times, hai quân nhân Ukraine nắm rõ thông tin về cuộc rút lui khỏi Avdiivka, ước tính có từ 850 đến 1.000 binh sĩ Ukraine đã bị bắt hoặc mất tích, và một số quan chức phương Tây cho rằng ước tính đó có vẻ chính xác. Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmytro Lykhovii của tướng Alexander Tanavsky, chỉ huy lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực, đã bác bỏ thông tin cho rằng hàng trăm binh sĩ đã bị bắt, dù ông thừa nhận lực lượng Nga đã bắt giữ một số binh sĩ và một số binh sĩ khác mất tích. Ngoài ra, một quan chức cấp cao của Ukraine khẳng định chỉ có 6 binh sĩ bị bắt trong cuộc rút lui khỏi Avdiivka. Vị quan chức còn nói rằng những người lính này thuộc lữ đoàn tấn công số 3 đã bị bắt sau khi hết đạn và mất liên lạc với quân đội Ukraine. Theo ông Sergei Shoigu, con số này giúp Nga có thể thành lập một đội quân dự bị gồm 6 sư đoàn. Họ là quân nhân chuyên nghiệp, được huấn luyện bài bản. Trong đó có tới 50.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo của quân đội. Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, số lượng máy bay không người lái được quân đội Nga sử dụng đã tăng gấp 17 lần trong năm 2023. Số lượng xe tăng lên gần gấp 6 lần cùng với nhiều cải tiến và nâng cấp. Số lượng pháo và đạn tăng lên gấp 17,5 lần. Số liệu này cho phép chúng ta tự tin đối mặt với tương lai dù có nhiều thử thách, ông Shoigu nói. Ông Shoigu cho biết, các lực lượng Nga thận trọng sử dụng mọi nguồn lực tấn công các phương tiện chở thiết bị quân sự và đạn dược ở các tuyến xa, cũng như các trung tâm huấn luyện và doanh trại quân đội của đối phương. Do đó, quân đội Ukraine đã không thể tiếp cận ngay từ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga trong cuộc phản công quy mô lớn trong năm 2023. Làng Dobrotye nằm ở vùng Zaporizhia, thuộc phía nam, cách thị trấn tiền tuyến Orikhiv khoảng 10 km về phía nam. Quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi liên tiếp các cuộc tấn công bằng xe bọc thép và một số lượng lớn bộ binh của Nga trong khu vực. Các nhà phân tích độc lập cho biết Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ ở phía tây và phía nam Dobrotye. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía tây của ngôi làng. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Dmytro Lykhovii, người phát ngôn của lực lượng Ukraine đang chiến đấu trong khu vực cho biết, hãy chú ý đến làng Dobrotye. Nga nhiều khả năng đang đặt mục tiêu giành được một số thành công ở đó và lên kế hoạch cố gắng chiếm ngôi làng. Các cuộc tấn công xung quanh Dobrotye diễn ra trong bối cảnh Nga đã giành được thành phố tiền tuyến Avdiivka cách đó khoảng 160 km về phía đông và tấn công các vị trí của Ukraine ở bờ đông sông Dnipro nằm cách 370 km về phía tây. Giới chuyên gia quân sự cho rằng các cuộc tấn công diễn ra gần như là đồng thời này được thiết kế để gây sức ép trên khắp chiến tuyến, nhằm làm giảm khả năng rút lui và bổ sung lực lượng của Ukraine, buộc Kiev phải tiêu hao kho đạn dược vốn đã khan hiếm. Paronen, một nhà phân tích tình báo nguồn mở, người Phần Lan nhận định họ đang cố gắng tấn công ở nhiều khu vực khác nhau để thách thức khả năng phòng thủ của Ukraine. Serhii Kuzan, chủ tịch nhóm nghiên cứu Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine dự đoán Nga sẽ cố gắng phát huy thành công ở mặt trận phía đông trong những tuần tới và cô lập Dobrotye bằng mọi giá. Moscow hiện có hàng chục nghìn binh sĩ xung quanh Dobrotye và chắc chắn sẽ tăng cường các đợt tấn công. Cho đến nay, các bước tiến của Nga xung quanh Dobotai vẫn còn hạn chế. Ngôi làng này từng bị Nga kiểm soát sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng đã bị các lực lượng Ukraine giành lại vào tháng 8 năm 2022, sau nhiều tuần chiến đấu. Kiev đã gặp phải những thách thức lớn khi cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga trong khu vực Dobrotye nằm gần vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ và bị quân đội nước này bao vây ở ba mặt, phía Tây, phía Nam và phía Đông. Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tấn công vào hai bên sườn của khu vực và dần dần giành lại những vùng đất nhỏ bằng việc điều động các nhóm tấn công có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Tình hình rất căng thẳng, đối phương đang tấn công dữ dội. Ông Lykhovii cho biết, một số video về chiến trường cho thấy máy bay không người lái tấn công của Nga tập kích chiến hào Ukraine nằm cách Dobotai vài trăm mét về phía nam. Tiba, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga nói rằng các lực lượng nước này đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía nam Dobotai và giao tranh đang diễn ra trong ngôi làng đang bị tàn phá nghiêm trọng. Theo hãng tin Sputnik, đây là thông tin được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố vào hôm 20 tháng 2. Tình hình không thể bình yên hơn trên lục địa châu Âu, kể cả ở gần biên giới Belarus. Ở khu vực lân cận Belarus và Nga, khoảng 32.000 binh sĩ NATO và Mỹ đang đóng quân, hơn 1.000 xe bọc thép, khoảng 160 hệ thống pháo và súng cối, 235 máy bay và trực thăng cũng ở đó, ông Lukashenko nói. Cũng theo ông Lukashenko, hai sư đoàn phòng không S-400 mới được đưa vào biên chế trong quân đội Belarus. S-400 của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không di động được ví tương đương với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ngoài ra, Belarus còn sở hữu hai sư đoàn khác trang bị hệ thống tên lửa Iskander-M. Trong những năm gần đây, Moscow đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu cũng như ở sát biên giới Nga kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, các nước NATO đã cung cấp cho Kiev nhiều thiết bị quân sự. Nga khẳng định bất kỳ vũ khí phương Tây nào ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công hợp pháp. Hiện tại, NATO đang triển khai cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1990, mang tên Operation Steadfast Defender. Sự kiện này kéo dài vài tháng và có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ. Theo Russia Today, trong ngày 19 tháng 2, tướng Sergei Kuzan, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã lên tiếng cáo buộc binh lính NATO đang trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Binh sĩ NATO đã cải trang thành lính đánh thuê để tham gia hỗ trợ Ukraine. Họ phụ trách điều khiển các hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt và thậm chí còn tham gia vào các đơn vị tấn công, ông Kuzan nói. Trong bình luận của mình, tướng Ruskoy cũng cho rằng Ukraine đã thực hiện các vụ pháo kích nhắm vào cơ sở quân sự với sự đồng ý ngầm của phương Tây. Ông Ruskoy không tiết lộ cụ thể là binh lính từ quốc gia NATO nào đã xuất hiện ở Ukraine, trong khi Kiev chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có hơn 5.900 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Khi các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bắt đầu chặn dự luật viện trợ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Kiev đã mất đi một trong những nguồn đạn pháo chính. Người Ukraine đã tìm cách thích nghi với tình hình, đẩy mạnh sản xuất dàn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là UAV FPV. Đến tháng 12, Ukraine đã có thể chế tạo được khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng, với chi phí là vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc và cấu tạo đơn giản. Với tầm tấn công vào khoảng hơn 3 km, các UAV cỡ nhỏ này có thể lao vào các phương tiện của Nga, thậm chí đuổi theo và tấn công binh sĩ của Moscow. Hiện thời, UAV FPV được cho là vũ khí gây sát thương nhiều nhất cho đối phương của Ukraine, và Nga biết điều đó, không phải vô cớ mà Nga lắp đặt hàng loạt thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến lên các phương tiện. Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV FPV và người điều khiển nó, khiến máy bay không người lái đi chệch hướng. Chúng được xem là sát thủ vô hình vì không bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng hạ gục vũ khí. Tuy nhiên, vấn đề của Nga là ở chỗ các hệ thống tác chiến điện tử này hoạt động chưa hiệu quả trong thời gian qua. Thiết bị gây nhiễu chiến trường thế hệ đầu tiên TP-377 chưa đạt hiệu suất cao khi ngăn chặn UAV FPV. Giờ đây, thiết bị gây nhiễu Volnodet thế hệ thứ hai cũng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nga vẫn đang không ngừng cải thiện khí tài tác chiến điện tử. Một câu hỏi được đặt ra là liệu thiết bị gây nhiễu thế hệ thứ ba Saniya có thể cải thiện so với những thiết bị tiền nhiệm hay không? Đây là một câu hỏi mang tính sống còn đối với nhiều binh sĩ Nga ở Ukraine. khi UAV FPV thay thế pháo binh trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với lực lượng mặt đất của Nga vào cuối năm ngoái. Quân đội Nga đã phản ứng bằng cách gắn vào các phương tiện bọc thép của mình bất kỳ thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến nào mà Moscow có trong tay. Đầu tiên, Nga gắn lên dàn xe bọc thép thiết bị gây nhiễu cầm tay TP-377, vốn được Điện Kremlin phát triển để bảo vệ quân đội Moscow ở Syria khỏi bom phát nổ, rung sóng vô tuyến. Nga sở hữu lượng lớn TP-377 trong kho. Chuyên gia UAV Ukraine Serhii Kuzan đã phân tích một hệ thống TP-377 mà Kiev tịch thu của Nga và kết luận khí tài này có khả năng đánh chặn chất lượng cao. Tuy nhiên, nhược điểm của hệ thống này là tầm bảo vệ rất ngắn. TP-377 lấy năng lượng từ pin di động chứ không phải từ động cơ của xe. Vì vậy, khi TP-377 cố gắng gây nhiễu trên nhiều dải tần số, nó sẽ ngốn lượng điện rất lớn để vận hành. Điều đó dẫn tới, hệ thống này chỉ bảo vệ được phạm vi hẹp vào khoảng vài chục mét trước khi UAV PFV của Ukraine lao vào mục tiêu. Đây rõ ràng là điểm yếu trong khả năng gây nhiễu của Nga, mà các binh sĩ vận hành UAV của Ukraine đã khai thác vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Nga đã nhận ra vấn đề trên TP-377 và tung ra phiên bản thiết bị gây nhiễu thế hệ 2 mang tên là Volnodet với tầm bảo vệ khoảng 800 m. Tuy nhiên, nhược điểm của Volnodet là khả năng gây nhiễu của hệ thống này kém xa so với TP-377. Forbes dẫn lời một số blogger quân sự Nga nhận định khi mổ xẻ hệ thống mới. Điểm yếu mới nhất của Volnodet là nó tỏa nhiệt quá lớn, vì vậy anten của nó để lại một vùng chết theo hình nón phía trên thiết bị gây nhiễu. Ukraine có thể dò ra được vùng chết để tấn công hiệu quả hơn. Vì vậy, bây giờ, người Nga đang thay thế Volnodet bằng các thiết bị gây nhiễu Saniya có phạm vi hoạt động gần 1,6 km. Hiện vẫn chưa rõ hệ thống này sẽ hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là Nga là cường quốc trong tác chiến điện tử và Moscow có kỹ năng, kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống gây nhiễu. Điều này dự kiến sẽ tạo ra cuộc chiến mèo vờn chuột khi các bên liên tục cải tiến công nghệ để đạt lợi thế so với bên còn lại. Việc tiến quân và di chuyển đến trung tâm thị trấn là nhiệm vụ của Lữ đoàn Vệ binh số 55. Các nhóm xung kích tiến về phía trước theo nhiều trục. Lực lượng chính tiến dọc theo phố Sobornaya, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Hầu hết các ngôi nhà đều có đơn vị hỏa lực của đối phương. Các chuỗi hầm trú ẩn và thiết bị quân sự được che chắn giữa những ngôi nhà. Hầu hết các căn hầm đều biến thành kho chứa đạn cối, súng phóng lựu. Vũ khí và vật tư đều có nguồn gốc nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, khi rút khỏi Avdiivka, quân đội Ukraine đã để lại nhiều bằng chứng cho thấy sự tham gia của lính đánh thuê từ Mỹ, Canada và các nước Liên minh châu, EU trong các hoạt động quân sự. Đáng chú ý, bộ này tiết lộ rằng một trong những trận giao tranh quyết liệt nhất đã diễn ra gần ga xe lửa của thị trấn, nơi Ukraine triển khai các đơn vị mạnh nhất. Ukraine tái triển khai lực lượng, thiết bị quân sự tới Robotyne, Verbovoy. Các lực lượng Ukraine đang triển khai lực lượng từ thị trấn Orikhiv do Kiev kiểm soát đến gần các khu định cư Robotyne và Verbovoy ở vùng Zaporizhia. Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào Chúng ta đồng hành cùng nước Nga nói với hãng thông tấn TASS. Việc điều động cho thấy họ đang chuẩn bị cho các hoạt động chiến đấu, ông Rogov nói. Theo lãnh đạo phong trào Chúng ta đồng hành cùng nước Nga, lực lượng Nga đang tiến về khu vực này. Một cuộc giao tranh quyết liệt đang diễn ra, đối phương cố thủ vững chắc. Trước đó, ông Rogov cho biết lực lượng Nga đã giành được một số cứ điểm của Ukraine ở Robotyne và tổn thất của Ukraine đang gia tăng. Những hoạt động của quân đội Nga làm gia tăng nguy cơ Ukraine sẽ phải rút khỏi khu vực này, lãnh đạo phong trào Chúng ta đồng hành cùng nước Nga nhấn mạnh. Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng 10 máy bay không người lái tấn công vào đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 2. Phía Ukraine đã ngăn chặn được 8 chiếc trong số đó ở các vùng Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kharkiv. Các máy bay được phóng từ Primorsko-Ахтарsk của Nga. Ngoài ra, quân đội Nga cũng phóng tên lửa chống radar Kh-31B từ Biển Đen. 1.000 binh sĩ Ukraine nghi bị bắt làm tù binh hoặc mất tích khi rút khỏi Avdiivka. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức phương Tây cấp cao và binh sĩ Ukraine cho biết hàng trăm quân nhân nước này có thể đã bị bắt giữ bởi lực lượng Nga hoặc mất tích trong cuộc rút quân hỗn loạn khỏi thị trấn Avdiivka ở phía đông. Việc Nga giành được Avdiivka là một mất mát mang tính biểu tượng đáng kể đối với quân đội Ukraine, một dấu hiệu cho thấy việc Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt thêm hỗ trợ quân sự cho Kiev đã tác động đến tình hình chiến trường. Số binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc mất tích có thể sẽ không được thống kê chính xác cho đến khi Kiev củng cố các tuyến phòng thủ mới bên ngoài Avdiivka. Nhưng hai binh sĩ nắm rõ thông tin về cuộc rút lui của Ukraine ước tính có khoảng 850 đến 1.000 binh sĩ dường như đã bị bắt hoặc mất tích. Các quan chức phương Tây cho rằng con số đó có vẻ chính xác. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine thừa nhận một số binh sĩ đã bị bắt trong cuộc rút lui khỏi Avdiivka nhưng cố gắng hạ thấp con số và tác động của việc này. Cuối tuần trước, tướng Alexander Tanapsky, một chỉ huy quân đội Ukraine trong khu vực, cho biết trên Telegram rằng cuộc rút quân đã diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng ở giai đoạn cuối của chiến dịch. Dưới áp lực từ lực lượng vượt trội của đối phương, một số quân nhân Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Ông không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ bị bắt. Dmytro Lykhovii, phát ngôn viên của tướng Tanapsky, phản bác thông tin cho rằng hàng trăm binh sĩ đã bị bắt và gọi đó là thông tin sai lệch. Tuy nhiên, ông thừa nhận Nga đã bắt giữ một số binh sĩ và một số lượng nhất định binh sĩ đã mất tích. Ông Alessandro Orsini nhấn mạnh toàn bộ cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và trận giao tranh quan trọng nhất đã thua, bất chấp việc Kiev thay thế Tổng tư lệnh và sự hỗ trợ quân sự bổ sung từ NATO. Tất cả những gì có thể làm hiện nay là chờ Nga giành lại các vùng lãnh thổ mới. Câu hỏi lúc này mà các chuyên gia an ninh quốc tế nên cân nhắc không phải là những lãnh thổ nào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể lấy lại, mà là những lãnh thổ mà ông vẫn chưa mất, ông Orsini viết. Chuyên gia này tin rằng Tổng thống Joe Biden đã sử dụng cuộc xung đột ở Ukraine để theo đuổi các mục tiêu của Washington, đó là chia rẽ châu Âu và Nga, mở rộng NATO, phá hủy đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc và thúc đẩy doanh thu của vũ khí Mỹ. Trong khi đó, nhà phân tích này cũng lưu ý việc tất cả thống kê đều cho thấy ngành công nghiệp quân sự Nga đã vượt qua NATO. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định với truyền thông Nga trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây rằng chiến dịch giành Avdiivka là một nhiệm vụ khó khăn nhưng các lực lượng của Nga đã thành công. Việc giành được Avdiivka đánh dấu thành quả quan trọng nhất về lãnh thổ cho các lực lượng của Moscow kể từ khi giành được Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Avdiivka là một trung tâm phòng thủ mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine và việc giành được nó sẽ chuyển tiền tuyến ra khỏi thành phố Donetsk, làm giảm khả năng của Ukraine trong việc tấn công pháo đài của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Khu vực Donetsk là một trong 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập. Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ để giành Avdiivka, nằm cách phía bắc thành phố Donetsk 10 km về phía bắc vào tháng 10 năm ngoái, đưa số lượng lớn phương tiện và lực lượng vào thị trấn này. Cuộc giao tranh giành Avdiivka đã trở thành một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong xung đột ở Ukraine. Kiev trước đó đã thông báo rút khỏi thị trấn để giảm thương vong trong quân đội giữa thời điểm các nguồn lực bị kéo căng. Khi binh sĩ Ukraine rời bỏ thành phố Avdiivka ở miền đông vào ngày 17 tháng 2, dẫn đến lợi thế quan trọng nhất của Nga trong nhiều tháng, hành động đó diễn ra một cách nhanh chóng và tàn nhẫn, theo CNN ngày 19 tháng 2. Khi đó, một binh sĩ Ukraine được cho là đã nhận lệnh để lại người bị thương và đốt cháy mọi thứ. Vài giờ sau khi quân đội Nga giương cờ ở Avdiivka, có thông tin đã xuất hiện về một số binh sĩ bị thương không thể trốn thoát và sau đó bị giết khi binh sĩ Nga tiến đến vị trí của họ, theo CNN. Những quân nhân Ukraine ở Avdiivka thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 chiếm giữ một vị trí được gọi là Zenit. Khi lực lượng Nga tiến vào Avdiivka trong tuần trước, Zenit đã bị tấn công dữ dội. Theo một trong những người lính ở Zenit, Viktor Biliak, những người lính đóng quân ở đó đã phải cố gắng hết mình để thoát khỏi đống đổ nát ở thành phố. Trong một bài trên mạng xã hội Instagram, Biliak đã mô tả con đường nguy hiểm phía trước. Tầm nhìn bằng không chỉ còn là chuyện giữ mạng sống. 1 km băng đồng, một đám mèo mù, đứng máy bay không người lái dẫn đường, pháo binh đối phương, con đường đến Avdiivka, đầy xác người Ukraine, Biliak viết. Cuối cùng, một chỉ huy đã thông báo cho Biliak qua vô tuyến rằng những người bị thương sẽ không được sơ tán. 6 người lính bị bỏ lại phía sau, Biliak cho hay rất đau lòng khi đọc những tin nhắn họ để lại. Sự tuyệt vọng của họ, sự diệt vong của họ, nó sẽ luôn ở lại với chúng tôi. Người dũng cảm nhất là những người đã chết, Biliak viết. Tổng thống Putin cho biết binh sĩ Ukraine tháo chạy hỗn loạn khỏi thành phố Avdiivka trước khi nhận lệnh rút quân từ cấp trên. Về tình hình chung tại Avdiivka, đây là thắng lợi toàn diện. Tôi xin chúc mừng. Cần tiếp tục phát huy điều này, Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp ngày 20 tháng 2 với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu. Tất cả quân nhân xứng đáng nhận phần thưởng cao quý nhất. Ông Putin cho biết các binh sĩ Ukraine đã tháo chạy hỗn loạn khỏi Avdiivka trước khi quân đội nước này ra lệnh rút quân khỏi thành phố thủ tỉnh Donetsk. Ông khẳng định tất cả các binh sĩ Ukraine bị bắt tại Avdiivka sẽ được hưởng quyền theo Công ước Quốc tế về tù binh. Chiến dịch Avdiivka đã được chuẩn bị từ khá lâu với lực lượng đủ lớn tập trung ở phía bắc và tây nam Avdiivka. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã lên kế hoạch từ mùa thu năm ngoái. Ông Shoigu nói, cho biết Nga đã kiểm soát 72 km vuông tại khu vực Avdiivka và đang tiếp tục tiến công về phía tây thành phố. Lực lượng Nga mở 460 đợt tấn công mỗi ngày nhằm vào thành trì Avdiivka với hơn 200 tấn đạn dược các loại trong chiến dịch, khiến lính Ukraine không thể chịu được và phải rút khỏi thành phố, tướng Shoigu giải thích. Khi rời Avdiivka, quân đội Ukraine bỏ lại thương binh, tử sĩ, vũ khí và cài mìn tại nhiều khu vực. Avdiivka có dân số gần 32.000 người trước chiến sự. Ukraine biến thành phố thành pháo đài ở tỉnh Donetsk từ năm 2014 với nhiều công sự kiên cố. Nga vào ngày 17 tháng 2 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Avdiivka sau khi quân đội Ukraine rút lui khỏi thành phố mà họ cố thủ suốt nhiều tháng trước các đợt tiến công liên tục của đối phương. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Lykhovii nói Avdiivka sẽ không thất thủ nếu nước này nhận được vũ khí từ gói viện trợ đang bị mắc kẹt vì tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Sau khi đã kiểm soát Avdiivka, Nga chắc chắn sẽ chọn một thành phố khác và bắt đầu ồ ạt tiến công nơi đó, ông Lykhovii cảnh báo. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Avdiivka có thể trở thành bàn đạp để lực lượng Nga mở rộng tấn công hàng loạt cứ điểm kiên cố của Ukraine, tiến tới kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Họ cho rằng đây có thể là diễn biến mang tính bước ngoặt và góp phần thay đổi cục diện chiến trường trong lúc quân đội Ukraine ngày càng cạn nhân sự và vũ khí, buộc phải chuyển sang thế phòng ngự trên khắp chiến tuyến.